Ok, và hello anh em, chào anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series The Plants vs Zombies phần 2 nha anh em ơi. Thì đây là phiên bản 2024 và mình sẽ chơi sẽ không sử dụng bất kỳ cái cây sức mạnh M200 nào anh em ạ, và chúng ta sẽ chơi từ đầu luôn đấy anh em. Chơi cây chay luôn. Rồi, và nếu anh em thích hãy để lại cho mình một like, một comment xuống phía dưới nhé. Và ok, let's go. Chúng ta sẽ chơi thôi. Các cây của chúng ta đây. Đấy, không mở khóa gì cả anh em nhé, đều tất cả level 1 hết thôi. Cái vàng biết là tôi không cần động đến luôn đấy, cho có thể tăng cái tốc độ lên cũng được, nó cũng không phải là quá khó lắm. Lâu lắm người ta mới sử dụng những cây đậu bình thường như thế này nhỉ. Thật sự cực kỳ lâu rồi đấy, tôi mới sử dụng những cây như thế này đấy. Để thêm một cây ở đây, nó đang đông quá nhỉ. Dùng thêm mấy cây bắp cải, với cái này nó cũng khá là dễ anh em ạ, nó cũng không khó lắm. Có mấy con nó đang tấn công phía đằng sau khá khó chịu nhỉ. Thế này, tấn công cái này đấy. Đúng là như vậy. Đặt trên này đi. Bắp cải sẽ để ở phía sau. Màn 1 thì nó khá là dễ thôi anh em ạ, không có quá khó. Mấy màn sau thì nó sẽ bắt đầu khó hơn. Continue nhé. Màn 1 tôi thấy nó khá là dễ dàng đối với chúng ta luôn. Continue. 1, 2, 3, 4, 5. Ready, set, plan. Hay quá. Nào, chuẩn bị chiến anh em. Cho ui, nổ luôn ạ. Ồ, mình chúng ta có thể đặt xen kẽ với nhau. Chỗ này đặt thêm cây ở đây. Ơ, màn này không có ấy à? Màn này không có cây hoa mặt trời luôn. Để anh em để ý kỹ là chỗ màn này là không hề có một cái cây hoa mặt trời nào luôn ấy. Cho nó nổ ở chỗ này đi. Đằng nào thì nó cũng sẽ nổ thôi. Đó, để đây phát như thế này là chắc là đẹp anh em ạ. Tôi nghĩ là này là ổn đấy. Đủ cây chưa? Chúng ta đủ các loại cây chưa? Cây nào khỏe hơn nhỉ? Ô, sao chỗ này nó có thể qua được nhỉ? Sao chỗ này nó có thể qua được ta? Cây đậu nó vẫn là cảm giác nó vẫn ổn áp hơn rất là nhiều so với mấy cây kia nhỉ? Uầy, chỗ này nó đã phá được rồi anh em ạ. Khá khỏe đúng không? Tôi muốn nó phá chỗ này ra. Và tôi rất là muốn nó phá cho đấy ra. Cây bắp cải. Lâu lắm tôi thấy sức mạnh cây bắp cải ở đây. Ui. Các bạn ơi, cứ bình tĩnh thôi. Không gì phải ấy cả. Để nó ăn nốt cái này đi anh em. Để nó ăn nốt cái đấy đi. Xong rồi cho đặt ấy. Ui, đông thế. Đông phết nhờ. Tôi cứ tưởng là không đông cơ. Tưởng không đông. Nhưng mà nó đâu không tưởng. Chúng ta sẽ sử dụng một cái này đi. Để đẩy lùi nó ra anh em ạ. Khó ấy chứ. Dễ đâu. Không hề dễ đâu anh em ơi. Vãi đạn thật. Cũng qua rồi anh em. Qua rồi. Đã xong. Bọn này trâu phết nhờ. Không dễ gì mà có thể tiêu diệt được bọn này. Và cho kiếm được một cái bản đồ anh em nhá. Bản đồ này sẽ giúp chúng ta đi đâu đây? Một cái map. Map of space. Cho sẽ ấn continue này để tiếp tục đi cái map này. Lắc chứ nhờ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là màn Ancient Egypt nha anh em. Đấy, chúng ta sẽ unlock ở level 3. Game này chưa hề unlock cái gì cả. Cày cuốc từ đầu luôn đấy. Rồi. Và mình cũng chơi cả phiên bản kia. Phiên bản kia thì lúc nào có cây mới thì mình sẽ review cho anh em xem thôi chứ. Cũng chưa có ý định là. Tại vì đánh cái đấy nó khá là chán. Vì nó full hết rồi. Nó không vui như cái này đó. Cái này vui đánh cày cuốc từ đầu rất là hay. Thật sự là hay hơn. Hay hơn rất là nhiều. Tôi nên đặt ở phía trên thì nó sẽ hợp lý hơn anh em nhỉ. Tiền anh không thiếu à? Tiền không thiếu. Hơn 9.000 tiền cơ mà. Ok. Đặt luôn. Ok đấy, như thế này. Trên này cần cây này anh em ơi, giờ tôi sẽ đặt nhiều mìn vào một tí anh em ạ. Cái mìn nó cũng khá là hay. Thật sự là cái mìn rất là hay ho.
Có một con đây rất là khỏe này. Mất đầu luôn bạn. Đỡ nào được. Bạn đỡ kiểu gì? Hãy cho ra tất cả mọi nơi, cho nổ hết anh em ạ. Có là đặt rồi. Cái mì này có là đặt ha. Mấy con kia nó đang hút mấy cái ấy của mình vào. Khó chịu ghê nhờ. Khó chịu này. Khó chịu này. Những cái màn này cảm giác có vẻ nó sẽ thay đổi đi một tí nhỉ. Thế tôi thấy là nó thay đổi đi khá nhiều chứ không phải là một tí đâu. Con nào nó cứ hút cái ấy của mình thế nhờ. Khó chịu ghê. Ghét ghê. Rồi, cứ có là đạt thôi anh em. Ấy, cho nổ đi. Rất nhiều luôn. Bắp cải này, mình cần đặt full hết hàng thôi. Xong rồi làm gì thì làm. Trời ơi. Ấy dù nổ. Nổ. Nổ, ok. Những cái ô nào cần cây thì sẽ đạt thôi anh em. Nó có nhiều tiền quá nhờn vào game quá. Nó cho rất là nhiều cái mặt trời này luôn này. Cảm giác giờ chơi nó sẽ dễ hơn so với trước anh em nhờ. Không khó lắm. Phá đi anh em, tại vì đây là màn gần cuối rồi. Ok. Rồi anh em ơi, chúng ta đã xong. Cắt kéo, cắt kéo, cắt kéo. Continue. Màn này màn gì ấy nhỉ? Mình cũng không nhớ rõ màn này màn gì luôn. Test plan ạ. Màn này là chúng ta sẽ gọi là random cây anh em ạ. Nó cho cây nào thì chơi phải chơi cây đấy thôi. Nó cho cây nào ra phải chơi cái đấy thôi anh em ạ. Còn zombie nó sẽ xuất hiện ở đâu nữa nhỉ? Tôi cũng chưa rõ zombie nó sẽ xuất hiện ở chỗ nào luôn. Cứ đặt thôi. Cứ đặt thôi. Đấy, như thế này là đẹp rồi. Chỗ nào nó tấn công quá nhiều thì nó sẽ đặt thật nhiều hơn. Đúng không? Chỗ nào tấn công ít thì mình sẽ đặt ít lại. Nhưng mà ưu tiên là những chỗ nào chưa bị tấn công ấy. Đây. Chỗ nào bị tấn công quá mạnh thì chúng nó sẽ đặt. Để phá bớt cho nó. Ây à, đến được rồi nè. Kinh đấy. Uài. Ghê phết nhờ. Phía trên. Phía dưới. Phía dưới. Nâng cấp cái này lên cho bọn nó gãy răng thì cũng được anh em. Gãy răng bọn này kia. Bọn này phá bia mộ khá hay anh em nhờ. Cái màn này thì phá bia mộ. Cái con boomerang này level 1 thôi cũng đã rất là khỏe rồi. Đừng có đùa với ninja rùa chúng tôi. Này gãy răng bạn nhé. Cái này gãy hết răng nhé. Gãy răng luôn. Quá nhiều cây boomerang anh em ạ. Đúng là tuổi thơ quá. Chúng ta trở lại với cái tuổi thơ. Như thế này cây cối rất nhiều. Đánh rất đã tay. Rất là sướng. Xoay. Như thế này. Đẹp luôn. Skip. Chúng ta skip cái này ra. Xong anh em, upgrade mấy cái này lên là chúng ta đã có một cái thứ gì đó. Đấy, chưa hề nâng cấp nha anh em, chưa hề upgrade, chưa hề nâng cấp luôn. Đấy, vẫn rất là bình thường. Rồi. Chúng ta unlock được khá nhiều thứ đấy chứ nhỉ. Rồi thì chúng ta skip nhé, xin chào anh em nhé, ngày mai cho sẽ vượt từ ải Nam đến hết cái ải dưới này, rất là nhiều ải. Đúng là trải nghiệm rất là hay anh em ạ.